sùng nghe lại. Cá rô phi nha các bạn. Ủa? Cá rô phi nè. Cá rô phi nè. Cá kê nè. Cá rô phi nha các bạn. Ủa? Cá rô phi nè. Ủa này cá kê nè. Hả con? Mời mời các bạn ăn cơm ha. Hả à, ăn cơm nha. Sao thịt trắng? Con cá nát đi mà nó nhìn. Xong. Cái trắng này nè. Tắt quạt mà hết cho ta. Xong. Cá mà. Cái gì? Tao xé đây. À, nó ngon không? Ừ. À, hỏi xé gì vậy? À. Cho con nữa. Ăn đi. Ăn hết rồi lấy nữa. Cho con nữa. Cá nữa kìa. Cá ăn mà đi. Kìa. À. Chị có hỏi sao mà cuốn thật khổ gì á. Nó rồi nó bây giờ mà cũng bà tướng rồi nó ngứa hai bàn tay quá. Con có xin chào các bạn không? Chị nào đó đói mà uống thuốc nghe ra nó không hiểu vô lấy ra có ly nó chung hai chung nhiều người ta cái gì cách chơi chơi là không có nhiều người nghe bạn mình cách chơi nha cơm xong để chén ra bắt trực tiếp cái gì đó. Thank you.
thì gì ruột đó ăn cá nè, cá nè nạt hay không á, nạt nạt hỏi đâu. Ăn cá nè, không có gì hết, nó lại ăn cá chê nha. Ừ. Ngon quá. Ừ. Cái gì? Dạ. Cái gì? Cái gì? Không biết. Má bạn ngừng cái luôn. Cái luôn, như xuống nha. Cá đô bị liền như cái biển. Nhà nó bụng á.
nhọn gọt dây leo rồi ăn con 1.000 ký 4.000 xem nha các bạn. Bye bye.